tiếp tục tăng tốc điều tra dịch tễ, truy vết và xét nghiệm để khoanh vùng dập dịch kịp thời. Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ khi cùng chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến vào chiều tối nay với các quận huyện để tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của ngành y tế, sau khi xác định các ca bệnh mới thì hiện nay ngành đã khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các ca bệnh. Đến nay đã cơ bản hoàn thành xét nghiệm các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Ngành y tế cũng đề xuất phong tỏa thêm hai địa điểm có nhiều ca bệnh tại phường Hòa Khê và Hòa Xuân thuộc quận Cẩm Lệ. Hiện nay về cơ bản người dân đã chấp hành tốt việc cách ly xã hội. Qua triển khai việc phát phiếu đi chợ thì đã giúp giảm từ 30 đến 40% tần suất đi chợ của người dân. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, qua phân tích dịch tễ các ca nhiễm mới gần đây cho thấy có một số vấn đề phát sinh cần đánh giá kỹ. Nêu lên thực tế, có trường hợp cán bộ công chức từng đến Bệnh viện Đà Nẵng nhưng không tự giác khai báo. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tự giác khai báo để kịp thời can thiệp y tế phù hợp. Việc điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm cần tiếp tục làm chủ động và nhanh chóng. Khu vực nào là khu vực tiếp theo là có nguy cơ? Từ đường phố, khu phố, tổ dân phố, thôn bản. Tức là chúng ta bổ sung tiếp theo cái khu vực cần phải truy vết. Mở rộng xét nghiệm tiếp theo là khu vực nào. Trên cơ sở là cái cũ làm tới đâu rồi nè, giờ cái mới. Chủ động đặt ra đi. Và theo cái tinh thần là quận, phường, xã phải chủ động đặt cái vấn đề ra và bắt tay vào làm. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng lưu ý cần đánh giá rõ tình hình, dự báo kịch bản, diễn biến dịch, từ đó có giải pháp phù hợp. Đối với việc phong tỏa cục bộ, các địa phương phải có sự chủ động để nhanh chóng triển khai khi có các điểm mới cần phong tỏa. Đối với các khu cách ly tập trung, cần chấn chỉnh nghiêm ngặt. Việc đảm bảo an toàn tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng lưu ý, tránh phát sinh, lây lan dịch bệnh. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu ngành y tế và các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm về những bất cập trong phối hợp xử lý một số ca bệnh mới, đề nghị phải phối hợp kịp thời, nhịp nhàng hơn, xác định rõ trách nhiệm cụ thể. Với các ca bệnh mới thì các địa phương phải chủ động các biện pháp để tranh thủ sớm nhất dập dịch. Cái vai trò chủ động địa phương rất lớn. Anh nhận định, anh có đầy đủ công cụ mà. Anh có trung tâm y tế, dự phòng, phòng dịch rồi tất cả mọi thứ rồi. Thì anh nhận định và anh sẽ quyết định là đưa cái dân mình vào cái diện cách ly hay là phong tỏa. Những cái gì của anh thì anh làm, còn không thì anh đề xuất báo cáo lại, mình bám cái việc đó. Kể cả cái vấn đề lấy mẫu xét nghiệm, thì bây giờ mình đủ năng lực rồi thì đề nghị lấy mẫu từ đâu đến đâu. Địa phương phải là chủ động, bởi vì địa phương là nó sắc. Còn trên này cơ quan chuyên môn á là phải có chính kiến. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chủ động của các ngành địa phương đã khắc phục được những hạn chế và quyết liệt triển khai thực hiện để cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy cần tiếp tục tập trung, vừa làm vừa tháo gỡ khó khăn để đạt được hiệu quả cao nhất. Phải quan tâm đến việc đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân tại các khu vực phong tỏa. Thành lập các cái tổ gồm liên ngành nhá, đi kiểm tra hàng ngày. Người dân ở vùng cách ly y tế là phải được đảm bảo, tức là lập ra các cái đơn vị mà cung cấp đấy là phải đảm bảo cái bình ổn giá, tức là phải bán đúng giá niêm yết và giá quy định của nhà nước theo giá bình ổn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị ngành y tế, các đơn vị liên quan và các địa phương xem xét lại các phương án y tế để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong thực hiện phòng chống dịch.